hiện tại ấy, thì Châu là một cái tên đang được rất là nhiều người chú ý, và từ cái hình ảnh, ngoại hình hay là trang phục của mình xuất hiện trong sự kiện đều được quan tâm, thì Châu cảm nhận như thế nào về cả những cái luồng ý kiến tiêu cực và những cái mà tích cực của khán giả dành cho mình? Trước tiên thì Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả hoặc là các bạn luôn yêu quý Ngọc Châu, bởi vì Châu hiểu rằng khi mà các bạn yêu quý thì các bạn mới chú ý và mới có thể đóng góp cho Ngọc Châu những cái ý kiến chân thành để mà mình có thể thay đổi và trở thành cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái ý kiến trái chiều, thì với Châu đây cũng là một trong những cái lời góp ý để mà mình phải nhìn nhận thực tế rằng là mình có thực sự tốt hay chưa, và mình còn những cái điểm nào cần phải cải thiện. Và Châu nghĩ rằng dù cho như thế nào thì chúng ta cũng cần yêu quý bản thân mình đầu tiên, và thứ hai là mình phải biết như thế nào là phù hợp với chính mình để mình có thể có được cái nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Châu gửi lời chúc đến anh Long Can qua cái show diễn lần này của anh tại Phú Quốc được không? Và lần này Ngọc Châu xin gửi đến một lời chúc cho Fashion Class sẽ luôn luôn là một chương trình thành công và mang gây được nhiều tiếng vang cho giới mộ điệp, bởi vì Châu biết ở những lần trước mỗi chương trình anh Long Can đều có những dấu ấn đặc biệt cho mình, và lần này cũng vậy. Dating with a Kiss, Châu tin rằng đây sẽ là một trong những cú đổ rất lớn cho thành trạng. Hiện tại thì Châu có những cái dự định cá nhân nào về lĩnh vực nghệ thuật cũng như là thiện nguyện, Châu có thể chia sẻ với cộng đồng không? Thực sự thì năm 2023 thì Châu có khá là nhiều cái kế hoạch để mà mình có thể quen được những cái kế hoạch về cộng đồng nhiều hơn. Trước tiên thì Châu sẽ chia sẻ một xíu. Hôm nay mình sẽ có một cái chuỗi series về cộng đồng và đối tượng được hướng đến đó là người thân, và mình hy vọng là cái hành trình này của mình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thương của quý vị khán giả. Và thứ hai là về cái hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, thì trước hết thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành cái nhiệm kỳ của mình với Hoa hậu của Việt Nam. Và thứ hai thì mình trong mong muốn có thể phát triển bản thân mình ở lĩnh vực MC và có thể lớn sân sang điện ảnh một chút, và mình cũng đang trong quá trình trau dồi để mà có thể có được những cái kỹ năng cũng như là những cái điều cơ bản nhất và tự tin nhất cho mình lớn sân sang lĩnh vực này. Và cháu hy vọng là mình sẽ có được một chút thành quả trong những cái việc tương lai. Em có một cái cảm xúc như thế nào khi mà hiện tại cái bản quyền đủ đại diện như thi quốc tế của Uniqlo bị em, tức là mình bị mất cái quyền đầu đấy, thì em có cảm xúc như nào với cả có cái sự chia sẻ gì với cả Thảo Như Lê khi mà cái việc mà đi thi Miss Universe năm mà quốc tế sắp tới thì nó chưa được chính thức? Thì thực sự thì nói về cảm xúc thì Ngọc Châu cũng hơi buồn một xíu, bởi vì Châu cái Miss Universe và Hoa hậu Hoàn vũ nó ở Việt Nam gần như là đi cùng với nhau, cho nên là khi mà nhận có những cái sự kiện bất ngờ như vậy thì cảm xúc của mình có hơi khó, có buồn. Tuy nhiên thì Châu hiểu rằng cái việc bản quyền nó không nằm trong cái quyền việc mà mình có thể quyết định 100%, bởi vì Châu nghĩ là Miss Universe và Unicorn là hai đối tác cùng với nhau, cho nên là cái việc mà ký kết bản quyền nó sẽ xuất phát từ hai phía nên mình không thể kiểm soát hoàn toàn. Và riêng với Thảo Nhi thì Ngọc Châu tin rằng Thảo Nhi luôn luôn là một cái nỗ lực xinh đẹp, tự tin và luôn luôn là một cô nàng có thể truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Và Châu xin gửi lời chúc đến Thảo Nhi là dù cho năm nay Thảo Nhi có được tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Universe hay không, thì Châu vẫn luôn hy vọng Thảo Nhi sẽ là một phiên bản tốt nhất. Sau khi có cái thông tin đấy thì Thảo Nhi Lê có nhắn tin tâm sự gì với cả Châu về cái cảm xúc cá nhân của Thảo Nhi không? Thực ra thì hôm Tết Châu và Thảo Nhi có gặp vào mùng 6 Tết, thì Nhi cũng có hỏi thăm về cái tương lai, vì lúc đó hai đứa cũng chưa biết hết, chưa biết được gì. Tuy nhiên thì sau cái gọi là sự kiện vừa rồi thì Thảo Nhi cũng có chia sẻ là Nhi cũng, bởi vì Châu và Nhi đều là người trên cái hành trình chinh phục và đạt chinh phục những cái mục tiêu mình đặt ra chứ có lại, và đây cũng là một trong những cái điều mà Châu và Thảo Nhi không thể kiểm soát hết hoàn toàn, nên tụi mình sẽ cố gắng làm sao để mà học cách thích ứng nhanh nhất, làm sao để mà duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực của chính mình. Và Châu cũng có chia sẻ với Nhi rằng là Châu tin là dù cho có như thế nào đi nữa thì Nhi vẫn luôn luôn đấy mạnh mẽ, tự tin. Châu ơi, vừa nãy vì thì Châu có chia sẻ là mình muốn lớn sân đó, thì chắc chắn là mình đã có những cái lời rủ ghê nào để mình có một cái ý định là đi học thêm những cái kỹ năng mới nhé, thì Châu có thể chia sẻ rõ hơn để khán giả có thể mong đợi về cái sự lớn sân của bạn ạ? Cao cao lên tiếng. Thực ra thì nói về sự lớn sân rồi, rất dài, cái câu chuyện nó dài, nhưng mà gần đây nhất đó là khi mà Ngọc Châu về với lại Tây Ninh, mình có thể được các anh em cũng chương trình ở Tây Ninh cùng với tỉnh của mình, thì mình có gặp một người anh là em sinh một trường, thì anh Cường cũng có, Châu cũng có nói với anh Cường là anh lâu rồi có thể có hồi đó thì giờ em cũng mong muốn mình có thể phát triển MC, mà em không biết là liệu mình phù hợp không, thì anh Cường có chia sẻ là anh thấy em rất là phù hợp. Anh thấy em rất là phù hợp, cho nên là bây giờ mọi thứ đều có ở một cái mức độ nhất định rồi, bây giờ việc đi học của em thì chính vì vậy Châu quyết định là trở lại đây sẽ tập trung và học thêm những cái điều mới để mình sẽ hơn.
thì mình có ý định trở thành MC 5.000 chữ để xô đổ biệt danh danh hiệu MC 3.000 chữ danh danh hiệu không? Thực ra thì Huyền với Châu cũng là một, với Châu Huyền là một trong những cái mẫu người, và là nếu mà đến là Châu là đắm sâu sang lĩnh vực MC thì chắc chắn Huyền là một trong tiền bối mà Châu sẽ theo hỏi rất là nhiều, và đây cũng là một trong những cái hình tượng mà Châu muốn đến nếu mình là MC.